Bữa nay mình gài cho chuột đường mòn, lúa vừa cắt luôn, máy cài, máy cắt, máy cộ, hy vọng là tối nay có thành quả tốt rồi cả nhà. Đang cắt thì gì luôn, tới hai máy luôn, ở đây máy rồi bên tay phải mình máy nữa nè. Mình gài cái này không được vỏ nữa rồi, còn hai mấy cái mới vỏ, hồi mình qua bên mấy bên kia mình gài cái nữa. À, ở đây mình dí luôn nè, máy đang cắt, vừa cắt mình vừa đặt luôn. Tối này hy vọng có lý nha cả nhà. Bảy chuột đường mòn. Oh, bên kia bên đó không máy nữa. Một máy với máy cộ, còn bên đây một máy cũng với một cái máy cộ luôn. Cắt cho trong vòng cái chừng nửa tiếng đó là xong rồi, nửa tiếng đó là xong là mình đặt khỏi máy, mình qua mép bên kia mình đặt luôn. Tối 7 giờ rưỡi vậy cả nhà, mời cả nhà mình đi thăm bẫy chuột đường mòn nha. Bẫy chuột đường mòn ở trong khóm 6 nè. Trong ôi trời, mấy con bị kẹt luôn. Trời ơi, dính bị kẹt luôn cả nhà, bị kẹt ẻo anh con luôn. Trời ơi, vô con đầu tiên. Ui, đầu tiên rồi bị chết rồi. Uổng quá. Ôi, chết bắt luôn. Ôi, con mới chết. Bắt cho nó qua đây. Rồi, mình gài lại. Con đầu tiên thì bị ẻo rồi. Rồi, lời nói đầu tiên mình cũng xin chúc cả nhà sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống nha. Lụm không? Ôi, dính cả nhà ơi. Lụm em nữa ơi. Ngày chưa ai đặt á, bởi vì mình đặt cái có. Dính, vô. Hai em, một em ẻo. À, được dính được hai em rồi. Hồi chiều chỗ này mình đặt được có gió mà dính nữa cả nhà ơi, dính nữa cả nhà ơi. Ngon. Ồ, ngon. Lúa mới cắt chưa ai đặt thì mình đặt một cái dính. Ồ nè. Nè cả nhà. Đã nha. Vô. Còn bự không á. Vô. Vô. Trời ơi. Ơi kẹt luôn rồi. Đây nữa cái vậy. Ở trong xóm người ta cào kê dội ra tới đây luôn, không biết sao dính nè. Vô. Lụm hàng. Rồi lại tiếp. Sập nữa rồi cái vậy. Đây nè. Ôi vậy nè, chà bá luôn á. Hy vọng nha, hôm sáu này hy vọng dữ lắm nha cả nhà. Vô còn canh không à, hôm sáu mãi đỉnh nữa không. Ô, cái này chất quất rồi, hôm sáu ngon lành nè. Ôi, dính chuột mini cả nhà ơi. Mini, dính em mini nè. Vô mini. Ôi, cái này hả hỏng luôn. Hồi nãy mới vô làm mấy khúc kia lia chia dần đã quá, lia chia. Lầm cái này lầm mê ơi. Dính. Chà bá lửa luôn. Vô.
mini bị gắn. Mini vô tọt liền. Mình đi bẫy cái này thì ham lắm, dính nữa này nè, dính nhiều quá thì ham lắm. Ồ, lụm có đồ nha. Ôi ôi bự luôn nữa nha. Ôi ôi ngon rồi, bẫy này dính á thì vui lắm, đừng có bị mắc bẫy với đừng bị phá là ngon lành nè. Lúc đó đó mình đi thăm bị mắc bẫy, trời ơi con chuột nó chạy cái luồng này mà chịu không thấy nè, luồng mới tọt ra dính không, trời ơi ngon gì mà không dính. Bên kia dính này kìa, bên kia dính một cục nữa rồi kìa, để mình lại đi vòng qua đây. Dính một cục ở đây. Dính một cục rồi cả nhà. Đây. Một cục. Một cục chuột luôn. Bự á. Dột. 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 Dính nữa rồi. Thôi con chuột bẫy nó bò về, nó bò ở ngoài. À, đây dính không, dính luôn cả nhà, hai cái hai con kế bên, kế bên luôn. Ở đây một con, đây một con về nó cái kế bên dính luôn. Dù để cái này đi nè, cái kế bên này lại dính luôn nè. À, nè bự này cả nhà. Đã rồi. Vô. Vô. Ngon cả nhà ơi, im cả nhà ơi. Im cả nhà ơi. Há họng luôn, tưởng đâu dính. Tưởng đâu dính không à. Há họng luôn. Ây da. Có bàn chân nào. Dính cái này. Lụm. Em. Lụm nữa rồi. Nãy giờ xách nặng cả nhà ơi. Lụm nữa này. Dính đây nè cả nhà. Ngon rồi. Ôi. Biết lâu mình đã đặt rồi thì mình đặt lúa cắt thì cũng đồng nghiệp đặt trước, mình không có đặt. Dính vậy ngon lành lắm á. Thăm chuột mà dính lìa với bị đá, cái này không dính. Năm nay ở đồng mình với đồng mà cái lần cận cũng ít chuột, cũng không có chuột nhiều. Mấy năm trước có quá trời đặc. Mấy năm trước thì bên cao thủ đồng nghiệp bên Trà Vinh qua dính qua đặt luôn. Dính nữa. Của hàng nữa cái này. Cao thủ bên Trà Vinh đặt nhiều lắm, dính nhóc luôn á. Hôm nay ít quá anh ta cũng không đi. Ồ, lụm nha cả nhà. Ồ, ngon rồi. Có kỹ rồi đó, kẹt cái đuôi lại. Ôi. Nãy giờ mình không hết đi nhớ nhiều con luôn rồi. Khui hàng cái họng dính không dính, nhiều chỗ này cũng ngon không nè. Lúa cắt rồi này, hồi sáng hay lúc sáng, lúc mình đặt chuột, lúc cắt hồi chiều. Ồ, ếch nó bự. Ôi, hả hỏng luôn. Đây dính. Hai cái một con cả nhà. Ở đây một con nè.
ở trên đây con. Để con lên trên đây trước đi. Hai cái này con. Vô. Vô cái thực vật cái tổ. Vô. Vô liền. Thôi thôi. Về về. Hai cái hai con. Đi không phải đá đó. Vô. Mình quẩy trên vai giờ nặng luôn rồi cả nhà. Ơi. Rồi, cái này không dính. Không dính, không dính sáng dính nha. Hy vọng là sáng dính. Sáng mình thầm thì một cử nữa. Khui, khui, khui. Không dính. Hai cái này không lẽ không dính cái nào á. À, dính. Dính một em. Hai cái dính một cái nha. Hai cái dính một cái. Một em biết spin. Tại một em bự luôn đó. Vô. 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 Dính không? Dính không? Không dính, không dính. Sang dính, sang dính. Ui. Chồng có chồng cúng sáu rồi, bữa nay mình ngon lành này. Sáng kiếm mới nữa. Hồi chiều á mình đặt có một giỏ một rồi. Ấy hồi chiều mình đặt hai giỏ rồi. Ngon rồi. Hồi chiều thấy trời mưa đen quá đen à. Ôi đặt giỏ một. Ôi. Sập hai cái luôn. Dính nè. Trời. Dính đây một cái nè. Ngồi đây một cái nữa nè. Ở đây dính hai em luôn à. Hai em mini luôn à. Hai em mini gì chưa qua hai mini. Hồi chút bắt bắt một chục bự nữa. Mini. Đây. Tính làm con chuột bự nè. Ôi đã. Vô. Vô. Anh Tư lợi thì đặt trên kia. Mình đặt dưới này. Ôi ngon cả nhà. Ngóc quá chơi này nè. Còn có chừng 20 cái bẫy nữa đó. Ôi đối tới còn 20 cái bẫy đâu. Ba không cái nè. Tại khúc khúc này nãy mình thăm rồi. Lúc nãy mình thăm rồi. Nãy thấy dính mình đi qua anh bắt luôn à. Không dính đâu, cái này không dính rồi. Sáng dính. Không dính, sáng dính. Dính, dính, dính. Dính. Em bự luôn. Em bự luôn nè cả nhà. Ủa. Bự luôn nè. Vô. Ngọc luôn nha. Trúng mảnh rồi. Con giỏ mà nhiêu nè. Giỏ khoảng chừng bảy mấy cái. Mình thăm nãy giờ cũng gần xong rồi cả nhà. Ngọc quá trời nè. Ngọc quá trời nè. Điểm này chúng mánh thù khóm sáo rồi. Tối dính thì là nhiều lắm rồi đó. Tại mình có một giỏ à. Phải hai giỏ là 150. 150, 160 rồi. Này mình đánh có một giỏ một rồi. Xa quá, mình quẩy ra xa quá. Mình mệt á. Rồi mình đặt con giỏ một rồi. Giờ chiều chuyển gần gần chuyển mưa nữa. Thôi mình thấy gì. Mình rút về. Mình rút về mình chạy về không đó. Mình sợ mưa. Hai nhà cái ào xuống cái hết mưa. Thành quả tối nay là mình khoảng chừng 3 ký ngoài á. Chuột nào nó cành cành không à. Đồng này chưa có ai đặt á. Bởi vì mình đặt là đầu tiên. Phải dính nhiều. Chuột 7 thì được
6 con, 5 con chứ, hai con chuột này ẻo, vô dãy dãy là nó ẻo à. Im im cả nhà, này trúng nha cả nhà, tối dính gì là cũng ngon lành này, sáng dính thêm mới nữa là cà phê cà pháo thoải mái rồi, ngóc quá trơn luôn á. Cả nhà thấy không, sáng nay dính cho ngon lành cành đào với mọi chuyện em xui thuận lợi. Đừng có mắc bẫy nha. hồi nãy mình bỏ lúa vô đừng cho dãy nữa, giờ nó ăn gậu kìa. Thôi mình cũng tranh thủ về nghỉ ngơi, sáng đi thăm sớm nghe cả nhà, hẹn cả nhà buổi sáng nha. Mình xin chào cả nhà buổi sáng nha, giờ này sáng này 5:30 rồi, nay mình tranh thủ mình thăm sớm mùa sương à. Buổi sáng mùa sương nhìn đẹp cả nhà, hy vọng là bữa nay nắng không mưa. Sáng hy vọng có thêm một mớ nữa nha, bảy chuột đường mòn lụm không. Ôi, cái nào không dính, cuốn bẫy mà không dính là trời, hai cái này không dính luôn, không dính thì cuốn vô dính cái nhà, cái này dính cái nhà, dính cái này dính nè, đầy đó một em nữa nha. Chà bá luôn á. À dạ. Buổi sáng vậy là ngon rồi. Con chà bá luôn nè. Con dính thì cuốn vô. Được nghe em rồi đó. Được một em rồi. Ẻo luôn. Cái này mình thấy dính rồi nè, thấy sập rồi nè, mà không biết bự hay nhỏ. Ồ, bự. Dính nè. Bự nè. Chà bá nè. Hai cái này thì không. Hai cái này thì há họng, ba cái dính một cái, ba cái dính một cái vô. Nãy giờ mười mấy cái được hai con rồi. Bên này mình cuốn lên cái mình qua bên kia, mình cuốn cái mép bên kia, cuốn dài xuống mình cho nó gọn luôn. Rồi để mình tranh thủ mình cuốn cả nhà, tranh thủ cuốn kịp mình đi giao. Rồi coi mình cuốn vô ra xe coi mình coi kết quả được nhiêu, cái về cái mình đậu chuột. Ồ, dính đèn còn nữa cả nhà. Ôi, dính đèn còn nữa nè. Sáng không lẽ được không được mười mấy con sao? Đó. Chà bá luôn. Con này ăn bự luôn à. Rồi để mình tranh thủ mình cuốn nha. Đây cuốn dài lên trên đó luôn đó. Mình cũng cuốn bẫy xong xuôi rồi cả nhà. Đầy nguyên vỏ luôn nè, không có sắp lại, không có gọn. Con nào hôm nay bự không mà. Dính nhiều nha. Ôi, mệt, đấm đuối. Ôi. Nè, cái nhà xem nè. Nó dính xong nó đẻ
đẻ con ra luôn. Ở đây con đẻ nè, con này đẻ nè, hai con này dính là đẻ trong lòng luôn. Đẻ trong lòng luôn. Dính co, dính cái nó đẻ luôn. Dính cái nó mất đẻ luôn. Buổi sáng mình ngon lành. Buổi sáng dính nhiều lắm. Ở dưới còn thêm mười mấy con nữa đó. Ở dưới thì thêm khoảng chừng 8 con nữa. Ôi, con nào cũng lấy nó bự bự luôn đó nha. Con nào cũng lấy bít 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 bít. 2, 4, 6, 7, 8. Ở dưới là 7, 8 con nữa đó. Lớp trên này 8, 8, 9 con rồi. Sáng mình được 10 mấy con à. Rồi đêm. Rồi. Kết quả đây là cũng ngon lành nha cả nhà. Nhóc quá trời. Trúng mánh khôn sáo rồi. Rồi, để mình về nhà. Mình chạy về nhà hơi xa. Tranh thủ mình về mới được. Tới nhà cũng xong xuôi. Rồi. Được mười mấy con nữa. Mấy con 2 ký mấy nữa. Đây hồi tối mình nè. Hồi tối mình mở này. Thì mình sang ra đây mấy con rồi sao nó chặt nè. Nguyên một cục luôn. Nhóc quá trơn. Rồi, bây giờ mình tranh thủ bỏ vô. Bỏ vô vị dao. Đó. Đây mớ nữa. Bên đó một mớ nữa đó. Trúng mạnh. Hôm 6 mãi đỉnh. Đầy 7 mình nè. Dạ, bỏ vô là mình về đi giao thôi. Mình cũng xin kết thúc clip tới đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà video tiếp theo.